Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính thức được bật kiếm tiền YouTube, kênh Bà Tân Vlog kiếm được bao nhiêu? YouTube đã chính thức bật kiếm tiền cho kênh YouTube đạt gần 2 triệu lượt theo dõi của Bà Tân Vlog. Các quảng cáo đã được cho phép hiển thị trong các video của kênh này. YouTube đã chính thức bật kiếm tiền cho kênh YouTube đạt gần 2 triệu lượt theo dõi của Bà Tân Vlog. Các quảng cáo đã được cho phép hiển thị trong các video của kênh này. Bà Tân Vlog là một trong những YouTuber lớn tuổi gây bão trong thời gian qua. Chỉ sau 20 ngày, kênh của người phụ nữ 60 tuổi đã đạt 1 triệu lượt theo dõi, mang về nút vàng trong thời gian ngắn ngủi. Dù tăng trưởng nhanh chóng và đạt được lượng theo dõi trong mơ, nhưng kênh của bà Tân vẫn chưa được bật kiếm tiền. Được biết, hiện tại kênh của bà Tân đã đạt con số khoảng 1,9 triệu người theo dõi. Điều này đã khiến nhiều người cho rằng kênh của bà Tân Vlog bị YouTube từ chối hợp tác quảng cáo do nội dung của kênh không phù hợp với tiêu chí của các nhãn hàng. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 6, kênh YouTube bà Tân Vlog chính thức được bật kiếm tiền. Các nút vàng biểu tượng cho đoạn quảng cáo được chèn đã xuất hiện trên các video của kênh bà Tân Vlog. Đến sáng ngày 8 tháng 6, quảng cáo của một số nhãn hàng đã chính thức có trên video của bà Tân. Điều này đã đập tan mọi tin đồn về việc kênh này không được bật kiếm tiền. Không có một cách cụ thể nào để tìm ra con số mà bà Tân có thể kiếm được từ kênh YouTube của mình, mà chúng ta chỉ có thể áng khoảng được thông tin này. Theo các YouTuber lâu năm, bà Tân có thể kiếm được 2 USD mỗi 1.000 lượt xem, thì kênh YouTube có 1 triệu lượt đăng ký theo dõi của bà sẽ có xấp xỉ 200 USD mỗi video mới. Điều này đồng nghĩa với việc bà Tân có thể thu về khoảng 12.000 USD một tháng. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh lại, con số này chưa phải là con số chính xác, bởi YouTube và người làm YouTube còn có những điều khoản và thỏa thuận để đi đến con số thống nhất. Lập kênh YouTube từ ngày 7 tháng 2, nhưng đến đầu tháng 5, kênh bà Tân Vlog mới chính thức đăng tải video đầu tiên. Đến ngày 24 tháng 5, kênh của bà Tân đã đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi cùng hàng loạt những video với lượng view khủng. Chỉ sau 20 ngày, kênh YouTube này đã đạt tổng hơn 41 triệu lượt xem. Trường hợp kênh của bà Tân Vlog khiến cho giới YouTuber xôn xao khi những video của bà Tân Vlog hoàn toàn không có gì quá cao siêu, chủ yếu về chủ đề làm món ăn. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của kênh YouTube này đó là những món đồ mà bà Tân làm đều là những món ăn khổng lồ với số lượng khủng, như cốc trà sữa khổng lồ, nồi lẩu siêu cay khổng lồ, đĩa cá viên chiên khổng lồ, đĩa cơm sườn siêu cay khổng lồ. Bên cạnh đó, bà Tân Vlog còn được nhiều người yêu thích bởi cách nói chuyện hồn nhiên mộc mạc. Trong các video, bà Tân đều gây ấn tượng mạnh với người xem bằng câu chào. Bà chào các cháu nhá, các cháu có thấy bà ngầu không? Cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.